Và điều thứ ba đó thường không biết là ở Thụy Sĩ thì thuế như thế nào liên quan đến uh, capital gain như là cái uh, thuế lợi nhuận như thế nào. Chứ còn nếu như mà ở Hoa Kỳ đó thì mỗi lần các bạn sử dụng Bitcoin thì Bitcoin đang được xem như là tài sản thì các bạn sử dụng Bitcoin coi như là bán. Thì khi mà bán rồi các bạn phải thống kê thuế của lời hay lỗ và đóng thuế thì rất là phiền phức cho nên à, nếu như mà có ở Hoa Kỳ thì à, khả năng sử dụng của rất là thấp ở thụ sĩ thì, thì không có biết nhưng mà nào mà ở Thụy sĩ đó mà đã từng à, đến thành phố này và có thể sử dụng được cái máy này để thanh toán thì có thể comment ở bên dưới nói chung đây cũng là một cái à, thông tin tốt đó các bạn à, thêm với đó nữa đó là hôm qua thường đã chia sẻ vài cái à, thông tin với các bạn à, rất là tốt liên quan đến thị trường à, về nền móng của thị trường cho sau này mặc dù là giá cả vẫn ảm đạm nhưng mà các bạn thấy được là trong thời gian này mà chúng ta có thông tin tốt mà giá không phản ứng đó đó không hẳn là điều xấu đâu thực ra đó là một cơ hội để các bạn đối với thuần là như vậy à, đương nhiên thuần đầu tư dài hạn trung bình giá đây không phải là khuyên đầu tư thì chỉ muốn chia sẻ cái okay, suy nghĩ cá nhân của thuần mà thôi nhưng mà hôm nay lại có thêm một số những dẫn chứng nữa à, bazo committee đó đây là một trong uh, những cái có thể hiểu đơn giản là một cái đơn vị uh, ra luật chung hay là ra cái khuyến nghị chung cho những ngân hàng đó thì họ đã tổ chức một cái cuộc khảo sát xem coi là những ngân hàng đó hiện giờ họ đang lưu trữ bao nhiêu uh, tiền kỹ thuật số Tại vì các bạn thấy được là những ngân hàng lưu trữ đó, những ngân hàng mà tư nhân hay là ở nước ngoài không trên sàn chứng khoán thì họ không cần phải đưa ra thống kê là họ lưu trữ những tài sản nào. Thì đây là cuộc khảo sát, tổng cộng là có 182 ngân hàng à, quốc tế và 182 ngân hàng chỉ 19 ngân hàng thôi là khai báo là họ thực sự đang có lưu trữ tiền kỹ thuật số, còn lại đó là không khai báo hay là họ có thể là không muốn cho người ta biết họ đang lưu trữ tiền kỹ thuật số. Có thể là con số còn nhiều hơn rất nhiều Nhưng mà chỉ tính 19 ngân hàng này thôi Họ lưu trữ bao nhiêu tiền kỹ thuật số Thì các bạn thấy được là thống kê cho thấy là họ lưu trữ 9,4 tỷ euro Có nghĩa là 9,38 tỷ đô la Thật sự rất là làm thủ nào cũng bất ngờ hết Các bạn thấy được là mỗi lần mà quy euro thành đô la thì được con số cũng cao hơn Nhưng mà bây giờ các bạn thấy quy 9,4 tỷ euro còn có 9,38 tỷ đô la mà thôi nhiều khi thằng vẫn chưa quen với lại cái số hoán đổi này tại vì euro mất giá quá nhiều so với đô la nhưng mà chúng ta trở lại đi thì các bạn thấy được là 19 ngân hàng thôi đã nói là lưu trữ 9,4 tỷ đô la euro rồi con số hoàn toàn không hề nhỏ đâu và Bà trong số 182 ngân hàng này đó tôi nghĩ là còn nhiều ngân hàng hơn nữa tại vì họ không muốn lên tiếng mà thôi à, có thể là họ bỏ qua không trả lời câu hỏi trong cái cuộc khảo sát này và điều này có nghĩa là gì nó nghĩa là những ngân hàng đó thật sự đang lưu trữ crypto chỉ là họ không lên tiếng và câu hỏi kế tiếp đó các bạn thấy muốn biết là những ngân hàng này đó thì họ nằm ở đâu thì dựa theo thống kê đó là 10 trong 19 ngân hàng này là ở Hoa Kỳ còn lại là ở Europe là 7 ngân hàng tổng cộng hai ngân hàng cuối cùng là nằm ở những quốc gia khác thì phần lớn là Hoa Kỳ rồi tới Europe và một số những quốc gia khác rồi chúng ta thấy được là bên dưới này đó thì câu hỏi kế tiếp có thể là các bạn muốn biết là những cái hàng này đó lưu trữ đồng nào thì uh, có thể là các bạn không bất ngờ đâu tại vì phần lớn họ lưu trữ đó ba phần trăm là họ lưu trữ Bitcoin 22% là họ lưu trữ Ethereum À, còn lại 35% đó, họ lưu trữ những cái uh, sản phẩm Bitcoin và Ether, chứ không phải là Bitcoin Ether trực tiếp đây là những cái sản phẩm giống như sản phẩm phái sinh mà thôi. Còn lại đó một số những altcoin họ lưu trữ là những altcoin nào thì rất là ít các bạn thấy được là phần trăm ít hơn rất nhiều, nhưng mà những đầu đó có thể nhiều bạn uh, bất ngờ đó chính những đầu đó chính là Polkadot. Những ngân hàng này lưu trữ 2% Polkadot, 2% XRP trung bình đó, đây là con số trung bình mà thôi chứ không phải là ngân hàng nào cũng như vậy. Nhưng mà trung bình đó, họ lưu trữ kế tiếp là 1% Cardano, 1% Solana, Litecoin 0.4% và Stellar Luna là 0.4%. Và đây là những đồng mà những ngân hàng này đang lưu trữ. Rất thú vị phải không các bạn? Ngân hàng thực sự vẫn liên tục âm thầm tích lũy thêm nhiều crypto hiện tại. Và thêm vào đó, đó các bạn đã nhớ là gần đây đó thì Bank of International Settlements, có thể hiểu đơn giản là cái ngân hàng của những ngân hàng đó, thì đã đưa ra một cái khuyến nghị là những ngân hàng nếu như mà họ muốn lưu trữ Bitcoin đó thì nên lưu trữ khoảng chừng là một phần trăm tài sản mà thôi để tránh rủi ro thì bây giờ những ngân hàng đó muốn đề nghị là BIS ngân hàng thanh toán quốc tế đó thì đưa ra khuyến nghị cập nhật là nên cho lưu trữ 5 phần trăm Bitcoin đấy đương nhiên không phải là họ xin phép họ chỉ muốn là ngân hàng thanh toán quốc tế BIS đưa ra cái khuyến nghị mới phù hợp hơn mà thôi các bạn thì được là nếu như mà tăng từ một phần trăm lên năm phần có thể lên tới cái số là 9.000 tỷ đô la tuy nhiên thường không muốn chia sẻ để các bạn phô mô thường chỉ muốn chia sẻ để các bạn thấy được là đứng phía sau cái sự ảm đạm của thị trường nhiều thứ đang diễn ra lắm chỉ cần các bạn tìm hiểu mà thôi và thường không nghĩ là chỉ chúng ta nói cái này thôi mà chúng ta được là nhiều quốc gia đã có thể cũng đã biết là những ngân hàng này thật sự ngày càng đi sâu vào thị trường crypto chúng ta cũng có thể thấy được là ở Hoa Kỳ đó thì có một cái đơn vị gọi là Financial Stability Oversight Council hiểu đơn giản á đây là hội đồng ổn định tài chính thì họ đã đưa ra một cái bài nghiên cứu liên quan đến tài sản kỹ thuật số cho năm nay thì đây là một bài rất là dài 124 trang thì thường đương nhiên là chưa có thời gian để đọc hết tại vì họ mới phát hành mà thôi nhưng mà cái mà thường đọc đó chính là cái trang tóm tắt trang à, thứ bảy này thì à, tóm tắt không dài lắm các bạn chỉ khoảng chừng là hai trang rưỡi mà thôi thì à, họ đã nói gì trong ba bài tóm tắt này thứ nhất đó là họ nói những cái tài sản cứ được số nào mà có liên quan đến ngân hàng đó thì đó liên loại tài sản mà có cái nguy hiểm cao hơn có thể là làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính nhiều hơn à, và đặc biệt đó họ nêu ra thứ nhất là những đồng ổn định và thứ hai là những cái sàn giao dịch những sàn giao dịch đó thì họ nói cần phải được quản lý tại vì đương nhiên những sàn à, giao dịch đó thì có nhiều khách hàng thêm vào đó đó là họ cũng có gắn liền với lại hệ thống tài chính cho nên đó là một cái à, sự nguy hiểm thứ nhì nữa đó là họ nói là những đồng như là bitcoin hay là ethereum đó thật ra phần lớn những cái loại tài sản kỹ thuật số bây giờ đối với lại cái à, hội đồng ổn định kinh tế Hoa Kỳ đó thì họ cảm thấy là người ta khả năng không có sử dụng những cái tiền kỹ thuật số à, như là thanh toán hàng ngày đâu tại vì à, họ nói là vừa chậm hay là vừa tốn nhiều phí cho nên khả năng đó là không có cao. Nhưng mà ngược lại đó nhiều người sử dụng đồng ổn định hơn để mà lưu trữ tài sản à, hay là họ dùng đồng ổn định để mà tham gia vào DeFi và nhiều những cái dịch vụ khác. Cho nên cái sự nguy hiểm đó là họ chú tâm vào đồng ổn định và sàn giao dịch thì đây cũng tương tự như là các bạn thấy được là những cái bài nghiên cứu đến từ nhà trắng cũng như vậy họ thực sự quan tâm đến hai điều thứ nhất là độ ổn định thứ hai đó là sàn giao dịch rất rõ ràng đây là trọng tâm của à, luật pháp hiện tại và cái đề nghị là gì thì à, đề nghị của hội đồng ổn định kinh tế á, thì à, họ nói là nên mau chóng có luật rõ ràng để mà quản lý hai cái mối đe dọa này không phải là cấm chỉ cần là có luật rõ ràng mà thôi cho nên uh, tôi nghĩ khả năng đó là trong tương lai hoa kỳ trước hết đó, là họ sẽ có tôi nghĩ sẽ đưa ra một cái uh, luật gì đó để cho những cái uh, sàn giao dịch ở hoa kỳ có thể là xin giấy phép hoạt động tất cả cùng uh, một giấy phép hết để cho quản lý dễ dàng hơn và những cái sàn giao dịch đó thì sẽ có những cái uh, sự tương đồng với nhau về bảo mật cũng như là cách quản lý rủi ro như thế nào. Và thứ nhì đó thường nghĩ là phát hành đồng ổn định sẽ càng khó khăn hơn. Có nghĩa là muốn phát hành đồng ổn định tại Hoa Kỳ đó thì cần phải có có thể là bằng ngân hàng hay là cái số tiền phải được lưu trữ trong một ngân hàng nào đó để đảm bảo cái sự an toàn. Đương nhiên một trong cái ví dụ đáng tiếc đó chính là Terra. Cái sự sụp đổ của Terra UST đó đã là một cái đề tài, một cái bàn đạp khiến cho nhiều người dùng đó để mà ra những cái luật gắt gao hơn nói chung đó, thì cá chúng ta hiểu đây là cấm thì sẽ không cấm đâu các bạn nhưng mà sẽ có lực luật như thế nào đó thì bây giờ vẫn chưa có rõ nhưng mà đối thuận đó chỉ cần có lực và luật đó rõ ràng và không có phải là một cái luật không hợp lý thì tôi nghĩ thị trường này sẽ phát triển rất là nhiều. Có lực không hẳn là xấu đâu đối với thùng này như vậy. Thông tin kế tiếp này ra dành cho những bạn nào mà quan tâm đến Celsius. Thì chúng ta đã có một cái cập nhật mới đến từ Celsius. Đó chính là chúng ta đã có ngày đấu giá tài sản của Celsius. Gần đây chúng ta cũng đã biết là cái cuộc đấu giá của tài sản của công ty Voyager cũng đã kết thúc rồi. Với FTX là người chiến thắng và họ sẽ bắt đầu phân bổ cái tài sản đó cho những cái nạn nhân và họ thu mua lại công ty Voyager với cái mức là 51 triệu còn tài sản này họ mua lại với cái mức giá của thị trường phần lớn tài sản là những cái tiền cực số đó các bạn cũng đã biết rồi còn Celsius thì khá là chậm nhưng mà cuối cùng cũng đã có thông tin và điều này nghĩa là gì Trước hết chúng ta cần nên biết là hãng chót trả giá cuối cùng cho Celsius để mua lại số tài sản sẽ là vào ngày 17 tháng 10 vào lúc 4 giờ chiều tất cả những cái giờ này là giờ ở tiểu bang New York à, tại vì tính theo giờ địa phương thì chúng ta thì được là 17 tháng 10 thì không có lâu nữa khoảng chừng là hai tuần nữa sẽ là cái ngày mà những người nào muốn mua đó tài sản của công ty Celsius tôi nghĩ trong đó sẽ có FTX và tôi nghĩ là cũng sẽ có Binance và những cái sàn khác có thể là Coinbase còn chưa rõ là ai sẽ nộp để mà mua nhưng mà những cái công ty đó đó họ sẽ nộp cái mức mà họ mua lại tài sản và đương nhiên nếu như mà không đạt giá tối thiểu đó thì theo thường hiểu đó là những cái cây à, cuộc mà trả giá này đó thì à, họ sẽ không có đưa ra cái mức giá tối thiểu là bao nhiêu nhưng mà nội bộ họ thì biết cái mức giá tối thiểu họ chấp nhận là bao nhiêu chứ nếu như đưa ra mức giá tối thiểu thì à, những cái người mà trả giá họ chỉ trả hơn giá tối thiểu mà thôi cho nên họ sẽ không nói giá tối thiểu nhưng mà ba người hay là bốn người hay là bất cứ công ty nào mà muốn à, trả giá đó họ sẽ tự đưa ra cái giá của mình nếu như mà cái giá tối thiểu hay là cái giá mà được trả không hợp lý đó thì sẽ xảy ra một cuộc đấu giá và sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 lúc 10 giờ sáng giờ New York thì các các bạn nên hiểu đây đó là chúng ta đã gần tới hồi kết của cái sự kiện này rồi các bạn nhiều người đang chờ đợi mỏi mòn khi nào mới có thông tin từ Celsius thì chúng ta nhìn thấy được là sau khi mà đấu giá đó thì cái phiên điều trần về việc mua bán diễn ra vào ngày 1 tháng 11 vào lúc 11 giờ sáng tại tòa ở New York thì chúng ta chỉ còn cái thời gian khoảng chừng là 4 tuần nữa thôi thì sẽ có kết quả và sau khi kết quả thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn là kết quả rồi sau đó tiền bạc xử lý như thế nào khi nào họ mới trả lại nhưng mà nói chung thì cũng đã có một cái sự tiến triển rồi các bạn và cũng có thông tin khác liên quan đến sau sự là chúng ta lại có thêm một cái quan chức lớn của công ty từ chức nữa các bạn đã biết là cách đây vài tuần đó thì chúng ta có cái thông tin là CEO là Alex Maszynski đã nạp đơn từ chức. Bây giờ chúng ta có thêm một co-founder nữa đó chính là Daniel Leon. Thì Daniel Leon cũng đã nạp đơn từ chức và đây đó là giám đốc chiến lược của công ty Celsius. Thì bây giờ đã có thêm một người nữa từ chức. Và một điều mà cũng cảm thấy là thú vị gần đây đó là chúng ta có nhiều thông tin, nhiều người từ chức ở trong cái mùa mà giá cả âm đạm này chúng ta có thứ nhất đó là Kraken CEO à, cũng đã rời khỏi vị trí CEO. Chúng ta có à, chủ tịch của FTX US cũng đã rời khỏi à, vị trí của mình. Chúng ta có Alameda là công ty mà có liên hệ với lại FTX đó, à, thì co CEO cũng đã từ chức. Michael Strauss CEO thì cũng đã rời khỏi vị trí CEO rồi. Bây giờ chỉ giữ là cái chức chủ tịch hội đồng quản trị mà thôi. Và đương nhiên các bạn thì được là có hai người sau sự quay lại từ chức rồi. Có thể là có một cái phong trào từ chức gì ở đây. Và thêm vào đó nữa các bạn có biết là ai vừa lên tiếng là sẽ từ chức rồi khỏi vị trí của mình hay là không. Có thể rất khó đón cho đối với nhiều bạn. À, đó chính là Ray Dalio. đó các bạn đã biết đây là người mà đã sáng lập ra một trong những cái quỹ đầu tư đức thành công trên thế giới. Và bây giờ là quỹ đầu tư có thể nói là lớn nhất. Đó chính là Bridgewater. Bridgewater đã quản lý khoảng chừng là 150 tỷ đô la và các bạn thấy được là Ray Dalio là người mà sáng lập ra cái quỹ này và đã giữ nhiều cái vị trí và cuối cùng Ray Dalio hiện bây giờ đang giữ vị trí là giám đốc đầu tư của Bridgewater Associates thì nói là ông ta cũng đã tới lúc nhưng lại cái uh, chức vụ này cho một người khác thì khác với là những cái uh, người mà Thùng mới về chia sẻ, Ray Dalio đó thật sự sau khi mà sáng lập ra Bridgewater năm 1975 đó các bạn thì đã giữ nhiều chức vụ và cũng đã từ từ bàn giao lại những chức vụ đó. À, giống như là trước đây đó thì uh, Ray giữ chức vụ là CEO cùng với lại uh, giám đốc đầu tư và Kim luôn chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị. À, và sau đó đó thì à, đã nhường lại chức CEO năm 2017 và cái chức chủ tịch Năm 2021 bây giờ chỉ giữ cái chức là giám đốc đầu tư mà thôi nhưng mà bây giờ thì Redalio cũng nói là đến lúc cũng phải nhường lại cái chức đó cho người khác rồi à, Thì đó là cái thông tin đến từ Redalio, một trong những người bình thường cũng thường hay đọc những cái chức lý đầu tư Và các bạn cũng đã biết một trong những người mà trước đây đã à, có cái nhìn không tốt về Bitcoin nhưng mà bây giờ cũng đã thay đổi cái suy nghĩ của mình về Bitcoin rồi Và chúng ta cũng có cái thông tin cập nhật liên quan tới Tether thì uh, Paolo Adorno, đây là CTO, giám đốc công nghệ của Tether, thôi nhớ là như vậy. Thì uh, Tether đã đưa ra cái thông báo mới nhất là tới ngày 30 tháng 9 năm 2022 đó, nghĩa là kết thúc quý 3. Thì uh, hiện bây giờ đó, Tether đang giữ là 58,71% tài sản bằng công trái phiếu của Hoa Kỳ. Có nghĩa là đã tăng lên từ uh, cuối tháng 6 là lúc đó là 43%, bây giờ là 58% là không trái phiếu. Bây giờ họ vẫn đang lưu trữ cái gọi là commercial paper dưới 50 triệu USD. Thì commercial paper là một cái nợ ngắn hạn coi như là tiền đó họ cho vay ngắn hạn cho những công ty. Thì cái phần này là cái phần mà có rủi ro cao hơn và Tether cũng đã hứa hẹn là ngày sẽ càng giảm số lượng này cho đến khi nào mà còn không đô la. Commercial Paper thì uh, sẽ giảm đi rủi ro cho công ty Tether tại vì đây là cái nợ ngắn hạn công ty khả năng mà vỡ nợ cao hơn thì bây giờ họ chỉ còn có 50 triệu là nằm trong uh, cái uh, Commercial Paper này mà thôi họ đã từ từ chuyển qua hết công trái phiếu của Hoa Kỳ thì nói chung công trái phiếu của Hoa Kỳ đó cũng rất là an toàn tại vì uh, trái phiếu của Hoa Kỳ thì đâu có giấy kỳ hạn đâu các bạn được là Hoa Kỳ thì đâu có phá sản uh, và luôn có thể trả được tiền và trả được lãi thì nhiều người coi như là công ty Tether cũng đã chuyển qua một cái xu hướng lưu trữ tiền nó an toàn hơn nhưng mà cái mức này so với lại những đồng khác như là USDC đó thì USDC có nhiều tiền mặt hơn vẫn là cái nơi mà an toàn hơn khi mà so sánh với lại Tether nhưng mà ít ra Tether cũng đã đi và cái xu hướng đúng đó với nhiều người đương nhiên Tether có đủ số tiền hay là không đó thì trong cái thông báo 30 tháng 6 đó thì nó là đủ, chúng ta đang chờ đợi quý 3 thì dựa theo Tether thì chúng ta cần phải chờ thêm khoảng chừng là 45 ngày nữa thì sẽ có cái giấy tờ kiểm toán quý 3 của Tether. Và tuy hôm nay nó đã là thứ ba rồi nhưng mà à, cuối tuần qua thì à, Thuận à... Bận công việc của gia đình cho nên không có chia sẻ danh mục đầu tư với các bạn cũng như chúng ta cũng chưa có chung bình giá cho uh, tuần này thì uh, hôm nay thường sẽ chia sẻ thông tin mới nhất liên quan đến danh mục đầu tư crypto của Thuận thì uh, trước hết á, chúng ta có thể uh, thấy được là danh mục này đó đang refresh uh, cái trang danh mục đầu tư để các bạn thấy rõ hơn thì uh, hiện bây giờ đã thuận lưu trữ đương nhiên nhiều nhất vẫn là Bitcoin ở mức là 55,43%. phần Ethereum đó thứ đứng lớn thứ nhì đó là 23.3%, lớn thứ ba đó là BNB là 13.6%, thứ tư là Cardano, ADA là 5.7%, kế đó là XRP là 1.11% và một số đồng nhỏ khác là khoảng chừng 0.77% mà thôi thì đây là kết cấu danh bộ đầu tư thì hiện tại nói chung cũng không có gì khác biệt so với lại cái danh bộ đầu tư à, cách đó khoảng một tuần ngày 24 tháng 9 lúc đó thuận là đã mua trở lại một số lượng XRP như bạn cũng đã biết rồi thuận chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn và trong uh, tuần vừa rồi đó thì uh, thuận uh, chủ yếu là tiếp tục DCA trung bình giá vào Bitcoin hiện tại uh, lại trở về đầu tư vào Bitcoin Các bạn thấy là có một tuần thường đầu tư vào Ethereum Sau đó thường chuyển qua XRP Bây giờ thì cái phần trăm của Bitcoin đó đang ở mức mà thấp So với mức mà thường muốn Cho nên thường bây giờ mua thêm Bitcoin để cân bằng trở lại Và đương nhiên đây là update hàng tuần Để các bạn theo dõi quá trình đầu tư Thông tin chỉ dùng để tham khảo Không phải là lời khuyên đầu tư Vì mỗi bạn sẽ có mọi vị thế Thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau Và nên nhớ đây là một số những cái quy định mà Thuận theo các bạn không cần phải theo nhưng mà thông muốn chia sẻ để bạn hiểu thứ nhất là đừng tin ai hết thứ hai các bạn nên tự tìm hiểu đừng có hỏi ai và tin ai nhiều quá Thứ ba là các bạn nên tìm hiểu làm sao để mà tự giữ crypto, đừng tin tưởng những cái đơn vị thứ ba, những cái dịch vụ để lưu trữ cho các bạn. Thứ tư là các bạn nhớ chúc lời, các bạn không chúc lời, người khác sẽ chúc lời cho các bạn. Và thứ năm là các bạn phải phân bổ vốn. Còn nói tới phân bổ vốn đó, thì như thường chia sẻ trong crypto thì đừng phân bổ như thường vừa chia sẻ với các bạn. Còn tổng số tài sản thì ra sao? Tổng số tài sản đó thì các bạn thấy được là bây giờ 33.1% vẫn là tiền mặt và stablecoin. À, tuy thường vẫn dùng tiền mặt để mà mua thêm crypto nhưng mà các bạn thấy được là crypto thì giá cả nó cũng như vậy, thậm chí xuống thêm một chút à, cho nên chúng ta nhận thấy được là cái phần trăm tiền mặt vẫn như vậy 33%. À crypto bây giờ là mức cao nhất trong tất cả những tài sản là 34,5%. Cổ phiếu là 3.2% và những tài sản khác là 29.2%. Và đó là phân bổ vốn và đương nhiên điều kế tiếp là không vay mượn đầu tư đó. À, các bạn đã thấy được là có nhiều áp lực rồi các bạn vay mượn thì áp lực lại càng tăng thêm dẫn đến các bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm và cuối cùng zoom out đầu tư dài hạn vẫn là tiêu chỉ đầu tư của thuận và ở phần cuối video này đó chúng ta hãy cùng nhau để mà chung bình giá danh một đầu tư à, mà Thôi mà các bạn đã cùng nhau tạo cái đây là hơn 4 tháng Thì mỗi một tuần chúng ta cùng nhau chung bình giá 100 đô Bitcoin và 100 đô Ethereum Chúng ta đã cùng nhau nhiều tuần rồi, mấy tháng nay Thì hiện bây giờ ra tổng danh mục này đang giảm là 29.9% Hiện tại thì hôm nay chúng ta lại sẽ tiếp tục chung minh giá vào Bitcoin và Ethereum Hiện bây giờ đó chỉ mới 4 tháng mấy năm tháng mà thôi Để có kết quả đó chúng ta cần phải chờ thêm nữa Thì các bạn mới thấy được hiệu quả của chung bình giá Cần phải tính theo năm chứ không phải là tính theo ngày hay là tổ tuần, hay là theo tháng Thì hôm nay chúng ta sẽ mua thêm 100 đô BTC Thì 100 đồng bịch không có thể mua được bao nhiêu còn hiện tại Thì với cái mức hiện tại đó các bạn có thể mua được là 0.0049 BTC Ở mức là 99 .29 đồng 29 à, cent Và đó chính là BTC Thường sẽ bấm vào submit Rồi chúng ta bây giờ hãy cùng nhau chung mình giá Ethereum đi thì tuy chúng ta cũng sẽ mua 100 đô thì 100 đô Ether Chúng ta có thể mua được 0.074 Ethereum ở mức giá là 100 đô 42 cent Chúng ta bấm submit Rồi, coi như chúng ta đã cùng nhau chung mình giá xong cho tuần này và đây là những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Nếu như mà có thêm thông tin gì đó Thuận sẽ chia sẻ trên mạng xã hội Hay là Thuận sẽ làm thêm một cái video ngắn để mà chia sẻ với các bạn Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video này Những mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là có thể được giảm phí giao dịch lên tới 10% 20% Tùy theo các bạn tham gia vào sàn nào như là sàn Binance, sàn Bybit, FTX và một số những khác như bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...